tập phim Tớ có một cây nấm. Một sáng nọ, bác hàng xóm sang gõ cửa nhà Nohara. Có người cho bác một ít nấm nên bác muốn chia sẻ với gia đình Chin một chút. Nhìn thấy nấm quý, mẹ sáng hết cả mắt. Loại nấm này đắt đỏ lắm đó. Tuy hơi ít nhưng để nấu súp cho gia đình thì vẫn đủ. Mẹ cảm ơn bác rối rít. Vào nhà, mẹ ngửi thử một lần nữa để xác nhận. Mùi hương này chuẩn không cần chỉnh rồi. Mẹ vui sướng gọi điện ngay để khoe bố, chẳng thèm chú ý Chin đang ở bên cạnh. Tò mò quá, cậu đành tự trèo lên bàn xem. Bố chưa hiểu mô tê gì thì đã nghe thấy tiếng mẹ đang quát tháo Chin một trận. Lại gọi điện để mách tội nhau chứ gì. Mẹ Mise nhanh chóng đổi giọng điệu. Mẹ chỉ muốn dặn bố hôm nay hãy về nhà sớm thôi. Bố lo lắng, ở nhà có xảy ra chuyện gì không mà gấp gáp thế. Mẹ vui vẻ gợi ý, nhưng bố đoán sai bét. Mẹ đánh khoe luôn, đó là một cây nấm nội địa cực quý. Nghe đến đây bố cũng giật mình. Mô tư nói to khiến cả văn phòng quay ra nhìn. Cơ hội hiếm có thế này, chắc chắn hôm nay bố sẽ về sớm để thưởng thức. Chin đứng bên cạnh, chẳng hiểu có chuyện gì mà mẹ cứ bưng cây nấm rón rén như vậy. Đây là loại nấm cao cấp rất đắt tiền, nhà mình chắc chẳng bao giờ mua được, đặc sản của mùa thu đấy. Hương thơm tuyệt vời, hương vị còn hết nước chấm nữa. Nấm được chế biến với thịt heo và một chút nước sốt, mới nghĩ thôi mà đã chảy nước miếng. Món trứng sốt nấm cũng tuyệt vời không kém, nhưng hiện tại chỉ có một cây, nên mẹ quyết định làm cơm nấm. Các món phụ ăn kèm sẽ theo kiểu truyền thống Nhật Bản, là món mực sốt teriyaki và thêm món trứng hấp nữa. Chú cha, trứng hấp đúng sở thích của Shin rồi. Mẹ Mise bụng ba ngấn thật tuyệt vời, vừa khen vừa cá khịa. Không ngạc nhiên khi cậu ta bị ăn ngay một cái cốc đầu nhớ đời. Mẹ Mise đang cẩn thận sơ chế nấm thì có chuông điện thoại, vội bỏ đấy chạy ra nghe. Nhân lúc sơ hở, Shin nhanh tay lấy một miếng. Tội nghiệp nó quá, bị cắt thành trăm mảnh nhưng Shin vẫn phải nướng lên thưởng thức xem sao. Cậu không biết cách để nên miếng nấm đã rơi xuống khe dưới đáy lò vi sóng. Liếc nhìn mẹ vẫn đang xoay sưa buôn chuyện, Shin nhanh trí dùng đũa gắp ra. Giờ thì ấn nút và đợi chín là đánh chén thôi. Lò vi sóng kêu tinh một cái, cũng may mẹ không để ý gì. Shin gắp ra bát, còn chuẩn bị chấm với nước tương. Thơm quá, ăn lại dai dai, ngon thật đấy. Cô cậu vừa ăn vừa nhận xét cứ như nhà phê bình ẩm thực chính hiệu vậy. Cuối cùng mẹ Mise cũng dứt được cái điện thoại, vào đến bếp ngửi thấy mùi nấm thơm lừng và số lượng có vẻ đã giảm đi một tí. Shin đứng nhìn qua khe cửa mà toát mồ hôi hột, có lẽ nào đã bị lộ tẩy rồi sao? May ghê, mẹ tự trấn an rằng có thể chỉ là ảo giác thôi. Cô cậu thở phào nhẹ nhõm, muốn ăn thêm nên cứ quanh quẩn trong bếp tìm cơ hội. Mẹ đang làm món trứng hấp hạnh nhân mà lại hết hạnh nhân rồi. Nghe đến đây, Shin dãy nảy lên, trứng hấp hạnh nhân mà không có hạnh nhân thì còn gì là trứng hấp hạnh nhân nữa? Khác gì tạp chí người mẫu mà không có các chị gái chứ? Mới 5 tuổi mà làm phép ẩn dụ khá quá nhỉ? Cô cậu cứ mè nheo là mẹ chịu không nổi, đành đi mua hạnh nhân để chiều con. Thấy nồi cơm đã chín, tranh thủ ở nhà một mình, Shin liền ăn vụng. Mở nắp ra mà ta nói thơm nức mũi luôn. Shin nếm thử một miếng rồi lại hai miếng. Em bé cũng ngửi thấy mùi nên bò vào xin miếng. Đã không cho ăn, Shin còn được thể trêu tức em, ghét ghê. Thấy mẹ về, cậu vội vàng đậy nắp cẩn thận rồi giả vờ đang chơi với Hima. May cho anh Shin là em bé chưa biết nói đấy, chứ không làm bách mẹ luôn rồi. Tối đến bố đã về, còn đặc biệt mua một chai rượu để nhâm nhi. Bố tò mò muốn xem cây nấm cao cấp có hình dạng như thế nào. Bố nghĩ sẽ là món nướng nên còn mua thêm cả than đây này. Cây nấm bé xíu thôi, không làm nhiều món vậy đâu ạ. Bố hơi tiếc nuối, ăn một miếng nướng xèo xèo nhỏ bằng ngón tay thôi cũng tuyệt lắm rồi. Đúng đúng, chấm thêm nước tương mới bùng vị bố ạ. Shin vừa nói vừa suýt xoa. Ủa sao Shin biết hay vậy ta? Tí thì giấu đầu hở đuôi, may sao cu cậu nhảy số nhanh, liền bảo mẹ Mise đã mô tả như vậy. Giờ cơm đến rồi, nay gia đình mình ăn toàn món truyền thống Nhật Bản nhỉ, món nào cũng ngon và hấp dẫn. Đây đây, món ăn đặc biệt được mong chờ nhất. Khi nắp nồi bật ra, mẹ Mise hoảng hốt, sao không có chút nấm nào vậy? Shin nhanh chóng trốn xuống gần bàn, mẹ nhẹ nhàng hỏi Shin ăn nấm có ngon không? Cu cậu thật thà trả lời, lại còn bảo nếu thái dày hơn chút sẽ tuyệt hơn nữa. Trời đất, Shin quá đáng ghê, ăn hết nấm quý không chừa cho bố mẹ miếng nào. Hai mẹ con rượt đuổi nhau quanh nhà, còn bố Hiroshi thì tiếc nuối nhìn nồi cơm vẫn còn mùi thơm của nấm cao cấp và đào bới trong tuyệt vọng. Shin đúng là chú báo nhỏ của gia đình mà. Tập phim Chúng tớ là nấm. Trong khu rừng này có một trường mầm non nấm. Đây là thầy hiệu trưởng nấm Đông Cô, có trách nhiệm chăm sóc những em nấm ở đây. Đầu tiên là Maitake Toru, một loại nấm rất ngon. Ai tìm thấy cậu sẽ vui mừng và nhảy lên sung sướng. Đó là lý do cậu còn có tên gọi khác là nấm khiêu vũ. Tiếp theo là Bonameko, nấm chân châu, có kết cấu dẻo và nhiều dinh dưỡng. Quả nấm mông này là Shin no Take, ăn ngon, có một đường lõm ở giữa nên được mọi người gọi vui là bộ mông của rừng. Em nấm xinh đẹp này là Nene Benitengu, một loại nấm độc rất nguy hiểm. Ồ, thế giới của Nene có chúng được không nhỉ? Shin nhiều chuyện quá nên Nene lắc lắc cho bào tử độc bay ra tấn công. Hình như còn thiếu ai thì phải. Đúng rồi, là nấm Maso. Cậu ta bị vùi trong đồng lá nên cũng chẳng biết mình thuộc loại nào. Đột nhiên có một cặp chủ chó xuất hiện. Con chó đánh hơi được mùi nấm khiến các bạn vô cùng hoảng sợ. Yên tâm, thầy hiệu trưởng sẽ bảo vệ các em. Muốn rơi học trò của ta thì phải bước qua cái xác này đã. Thầy sủa vào mặt con chó khiến nó cúp đuôi bỏ chạy. Công nhận bang chủ giỏi thật, nhưng giáo viên ai lại hành động như thế? Đợi mãi chẳng thấy ai đến hái nấm.
Kazama nôn nóng muốn được nấu thành món ngon quá. Nhớ về kỷ niệm ở nhà hàng Pháp, cậu được chế biến thành món súp maitake tuyệt vời. Còn Bo, nấm Namiko được nướng trên đá cũng rất ngon, dù món này hơi lạ. Shin thì muốn được gặp chị gái xinh đẹp và cùng đi tắm suối nước nóng. Giờ hơi vừa thôi, chả có nấm nào làm vậy cả. Kazama lỡ mồm hỏi Nene, nên bị cô bé quát. Ngay từ đầu tớ chọn làm nấm độc là vì không muốn bị con người ăn, hiểu chưa? Cơ mà đó lại là ước mơ của Maso, cậu ấy rất muốn được nấu thành súp. Bỗng phía xa xuất hiện một đoàn người, bang chủ dẫn các em mau thả thính để thu hút họ. Bạn nào cũng cố gắng hết sức, mới Maso là không thể vì bị che khuất. Dựa vào vị trí của cây thông đỏ, anh chàng này mới lấp lá ra và tìm được một cây nấm Matsutake. Đó chính là Maso, không ngờ cậu ấy lại thuộc loại quý đến vậy. Matsutake nấu súp thì bổ lắm, ước mơ của Maso thành hiện thực rồi. Năm sau Maso nhớ mọc lại để gặp thầy nha. Nene thất vọng, không ngờ Maso được ưu ái đến vậy. Hai anh chị này tìm thấy nấm maitake thì sung sướng nhảy múa, đúng như Kazama nói. Bạn Bo đã được phát hiện, trơn và dẻo lắm nha. Hẹn gặp lại hai bạn vào năm sau. Nene không giống nổi vẻ ghen tị. Trời bộ anh trai quan sát Nene rất kỹ. Nhìn qua thì rất giống nấm độc Benitengu, nhưng chính xác Nene là Tamagotake, không độc và ăn rất ngon. Mừng quá, vậy là Nene cũng được hái rồi. Chỉ còn lại Shin, mặt cậu ỉu xìu buồn bã. Rất may, thính của cậu đã thu hút hai anh chị kia. Notake để nấu nước dùng thì ngon tuyệt cú mèo. Thầy hiệu trưởng cũng được để ý, nhưng nắp nấm đã mở, ăn không ngon nên họ bơ luôn. Thôi thì mừng cho các học trò đã tốt nghiệp, thầy ở đây tắm nắng, hấp thụ khí trời cho thêm dinh dưỡng vậy. Tập phim Cuộc chiến giành khoai. Mới sáng ra, thầy hiệu trưởng đã đào bới trông khá mệt nhọc, đào được một cái hố rồi đổ gì đó xuống, trông cứ như là đổ rác trộm ấy nhỉ. Bên ngoài thấy chiêu chiêu trời mát, còn bên trong lớp học, các em đang nổ ra chiến tranh cực kỳ căng thẳng. Mục đích của cuộc chiến này là giành khoai lang. Chuyện là cô giáo vừa đem đến một thùng đầy khoai trông rất ngon. Chưa kịp giới thiệu thì cả đám đã lao vào tranh giành nhau như hổ đói. Đứng ngoài cuộc chiến này là Maso, thật ra là đứng ngoài khóc vì không chen vào đám đông được, trông tội ghê. Một người nữa cùng đứng ngoài, cơ mà ngầu hơn, đó là Kazama. Cô bạn cho rằng việc gì phải tranh giành nhau vì mấy củ khoai lỏ, củ nào chả giống nhau, chen chúc mất trật tự là hạ thấp giá trị bản thân đấy. Nên mặc kệ, chỉ nhẹ nhàng truyền bá tư tưởng rằng giữa một thùng khoai, nếu có được củ khoai to nhất, ngon nhất, chẳng phải sẽ vươn lên top 1 được các bạn xung quanh ngưỡng mộ sao? Kazama không quan tâm cho lắm. Lúc này, Shin đã thoát ra ngoài, trên tay cầm hai củ khoai. Củ cậu vẫn nhớ lấy cho Kazama một củ. Tốt bụng thật đấy, nhưng nhìn kỹ lại thì củ của Kazama bé tí tẹo, không đủ nhét kẽ răng. So với củ khoai của Shin thì đúng là một trời một vực. Cuối cùng, Kazama vẫn phải lao vào giành khoai. Làm sao chịu nổi khi mình phải nhận củ khoai bé chứ? Thấy căng thẳng quá, cô giáo phải can gấp, thu hết khoai lại, dạy các em tranh đua một cách văn minh, không chơi bạo lực như thế. Lúc này, thầy hiệu trưởng gọi cô giáo ra ngoài để nhờ nhóm lửa giúp. Thì ra ban nãy, thầy hiệu đào đất là để tạo hồ nướng bằng lá khô, đợi các em chọn khoai xong thì ra nướng. Được rồi, trong lúc cô ra ngoài, các bạn nhớ phải tranh đấu thật văn minh đấy nhá. Tổ đội Kasekabe vốn nắm chùm cả khu phố nên dẫn đầu tổ chức cách chia khoai. Kazama hỏi xem có ai thích khoai nhỏ thì giơ tay lên trước. Không có ai. Có ai no rồi, không cần ăn khoai to thì giơ tay lên. Không ai luôn. Phương án tiếp theo do Bo đề xuất, chơi oản tù xì. À, được đấy. Cả lớp nhanh chóng vào việc. Lần 1, hòa. Lần 2, hòa. Rồi lần 3, lần 4. Cứ thế đến khi cả lớp mệt mỏi dã rời, vẫn không có kết quả. Bo đề xuất chia nhóm ra đấu cho dễ. Người được cử ra đấu đại diện cho đội phòng vệ Kasekabe là Shinosuke. Cậu bước lên chấm dứt chiến. Vừa vào vị trí, cô Shin đã thấy đối thủ sử dụng chiêu thức lạ, lập tức rén và lui về hậu ý. Thật ra có mỗi Shin thấy lạ thôi, trò này ai chả biết. Trước khi ra đòn phải giấu động tác tay để đối thủ không có thời gian liếc nhìn, chứ ngây thơ như Shin đảm bảo thua là cái chắc. Ok ok, kiến thức đã được tiếp thu, tuyển thủ Shin ra trận. Trời ạ, cô cậu nắm tay mãi không chịu ra, đến lúc các bạn ra hết Shin ra sau thế mà vẫn thua được, lạy luôn. Nhóm Shin đã mất cơ hội chọn đầu, Shin bại trận trở về ăn chửi no bụng. Mọi người cử Maso đi gỡ gạc, thấy cô bạn có vẻ yếu nên thúc giục bằng cách dọa nạt. Còn quân sư Kazama đã có chiến thuật tốt. Kazama manh nước cho Maso ra cái bao vì các bạn kia có xu hướng không dùng đến kéo. Ồ, chiến thắng chưa bao giờ dễ đến thế. Maso thêm phần tự tin bước lên sàn đấu. 1, 2, 3 ra cái bao, thắng rồi. Khoan đã bạn ơi, lượt đầu luôn phải ra búa để bắt nhịp mà. Maso phạm luật, thua. Thôi xong, kết quả này đã đem về cho Maso một trận muối mặt trước bà chán Nene. Hai lựa chọn ngon nhất đã mất, giờ chỉ còn 3 nhóm. Nếu chúng ta thắng, có thể vớt vát vài củ cỡ vừa. Kazama tự tin xung phong đấu lượt này, chiến thuật vừa rồi của cậu là hoàn hảo, chỉ là Maso không biết luật thôi. Các bạn tin vào Kazama, ủng hộ các bạn ra trận. Phát đầu ra búa này, sau đó thì là bao, dễ như ăn bánh. Ơ, cái gì? Sao lại có cái kéo thế kia? Thôi xong, chiến thuật của Kazama ra chuồng gà. Chỉ còn lượt cuối, còn thở còn gỡ, bọn con trai nói thì hay mà chả đã tích sự gì. Lần này để chia đại ra tay, nên về khi thế bùng nổ, mọi thứ đều hoàn hảo, mối tội chiến thắng vẫn chưa thể đâu. Và thế là, 5 củ khoai bé nhất lớp đã thuộc về đội phòng vệ Kasekabe.
ai nấy đều thất vọng tràn trề. Thôi thì có gì ăn nấy, nhưng củ to nhất trong năm củ vẫn phải là của Nene. Của bạn bắt Maso đối với mình, nên Maso nhận về củ bé nhất trong thùng. Cậu bạn khóc tu tu. Các bạn không đồng ý, quyết đòi lại công bằng cho Maso. Và điều gì đến cũng phải đến. Khi quay lại lớp, cảnh tượng cô giáo thấy vẫn là một trận hỗn loạn bắt nguồn từ lục đục nội bộ của nhóm Shin. Tầm này thì cô chịu thua các em rồi. Tập phim Cuộc chiến khoai lang nướng. Tại công viên, đội phòng vệ đang vui chơi thì bỗng có tiếng giao quen thuộc thu hút cả đám. Đó là tiếng giao của chủ bán khoai lang nướng tên Shigezo. Thế là dù không có đủ tiền, cả đám vẫn mặt dày chạy đến, dùng thủ thuật thao túng tâm lý khiến anh giảm giá. Ăn ngon rồi, Shin đề nghị cùng nhau thả bom cho đúng quy trình. Khi này, Maso tò mò hỏi Shigezo rằng có phải cứ giọng hay thì sẽ bán được nhiều hàng không? Dĩ nhiên là không rồi, Nene bằng khả năng thu thập thông tin xuyên lục địa cho biết chú cần phải thắng người đó nữa. Hóa ra, anh Shigezo có một đối thủ truyền kiếp tên là Imuya, chuyên đi giật khách của người khác. Do gánh khoai của Shigezo là hàng gia truyền từ đời cha để lại, nên anh quyết tâm sẽ không để tên kia thích làm gì thì làm. Nói suông thế thôi, nhưng anh cũng không biết làm thế nào để thắng kẻ giật khách kia cả. Kazama gợi ý anh giới thiệu công dụng của khoai lang như là đầy đủ vitamin, tốt cho sức khỏe, sắc đẹp và đường ruột. Maso thì nghĩ ra một bài trào nhạt như nước ốc. Bo lại đề nghị nướng khoai bằng đá như che lạp xưởng hà khẩu. Sang Shin thì chả có gì ngoài công dụng thả bom. Còn lại Nene, cô nàng soạn ra hẳn một bài trào mời đậm chất ngôn tình. Củ khoai lang nóng bỏng đã được nướng bởi ngọn lửa bùng cháy của tình yêu trong anh, chỉ gửi đến cho mình em mà thôi. Vậy nên hãy đón nhận lấy thành quả của tình yêu và trả tiền. Đúng lúc đó, kẻ thù trong truyền thuyết Imuya đã xuất hiện. Đi bán khoai thôi mà hắn dùng hẳn xế xịn, ăn mặc bảnh bao vậy ba. Với châm ngôn bán khoai nướng không phải bán bằng khoai mà là bằng chất giọng, Imuya tự tin sẽ cho Shigezo một bài học sáng mắt. Nghe nó cứ hơi sai sai, nhưng vì anh đẹp trai nên tạm thời bỏ qua được. Sau đó, cả hai đấu võ mồm một chút và quyết định lên kèo, ai bán được 10 củ khoai trước sẽ thắng, và người thua phải nghe lời người thắng vô điều kiện. Vừa bắt đầu, Imuya đã sử dụng tài năng ngôn từ của mình và giao: hỡi em má đỏ môi hồng, cho anh mượn đất anh chập củ khoai. Mùa đông lạnh lẽo thế này, ăn khoai một miếng nắm tay một đời. Ngay lập tức, có ba cô bánh bèo mê tít chạy lại chỗ Imuya mua khoai. Lúc này, có hai cô gái khác đi qua. Shigezo liền chặn đường và bắt chước thả thính. Cầm mà văn phong xến rện, quên một cục của anh, chỉ khiến hai người kia nổi da gà, chồng có chán không cơ chứ. Thế thì để Imuya làm mẫu lại cho xem nè. Thế là mới đó, hàng khoai của anh ta đã có 5 vị khách. Cùng lúc đó, có hai nữ sinh ghé hàng khoai của Shigezo. Một lần nữa, Imuya lại dở giọng văn đa cấp dụ dỗ, nâng tỷ số lên 9-0. Vừa mới bắt đầu đã bị áp đảo chóng mặt, Shigezo liền dùng tuyệt chiêu hồi tưởng về quá khứ, nhớ lại những ngày tháng luyện tập vất vả cùng bố. Động lực tức thì ùa về, tạo thành tiếng hát giao thu hút những khách hàng đầu tiên. Với sự trợ giúp từ giọng hát của đội phòng vệ, tỷ số nhanh chóng được san bằng. Vào thời khắc quan trọng, chỉ còn một củ nữa là phần thắng bại, Shigezo lại khan họng mất tiếng. Lúc này, Imuya lại có thêm một vị khách, thắng thua bây giờ đã rõ. Shigezo chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng hứng chịu mọi yêu cầu từ Imuya. Trái với suy nghĩ của mọi người, Imuya lại bảo Shigezo phải vượt qua bố của mình và trở thành người bán khoai số 1 Nhật Bản. Hóa ra, Imuya đã từng là đệ tử của bố Shigezo, nên khi giọng giao gia truyền hồi nãy vang lên là anh liên tưởng ngay tới người thầy của mình. Nói rồi, anh lên xe rời đi. Bây giờ thì bố của Shigezo mới xuất hiện từ trong bụi cỏ. Ông đã theo dõi suốt hành trình bán khoai của con trai mình và cảm thấy vô cùng hài lòng. Tập phim Đào khoai mỡ. Trong giờ ra chơi, cô Matsuzaka đang làm gì đó bí mật ở đằng sau vườn. Có lên lịch chủ nhật sẽ đào lên nữa. Thấm thoát, ngày đó cũng đã đến. Cô Matsuzaka lên đồ, tiến tới sau vườn, miệng liên tục nói: kho báu của mình, kho báu của mình. Vừa ra đến nơi, một giọng nói quen thuộc vang lên làm cô xịt keo tại chỗ. Quay lại thì thấy Shin và Kazama đã đứng ở đó từ lúc nào. Hóa ra, Kazama thấy cô hào hứng đến trường quá nên đã rủ thêm thằng bạn chí cốt, Shin, đến khám phá cùng. Đến nước này, cô cũng đành thú nhận kho báu mà mình chuẩn bị đào là giống khoai mỡ. Đó là một loại khoai thon dài, khi nghiền nhỏ ra và ăn cùng cơm thì phải gọi là số rách. Cô Matsuzaka đã tình cờ phát hiện cây khoai mỡ đằng sau vườn. Cô muốn đuổi khéo hai ông cháu về để đào khoai ăn một mình. Nhưng mục đích đó nhanh chóng bị con mắt nhìn thấu hồng trần của Shin phát hiện. Thế là cô đành phải để hai đứa tham gia cùng. Không biết có giúp ích được gì không, chứ vừa mới bắt đầu đã thấy dấu hiệu báo thù của ông Shin rồi đấy. Ông cháu ra rẻ, chê lại tính dùng lực kéo nó lên. Nếu dễ vậy thì cần gì dùng sẻng nữa. Kéo như vậy thì khoai mỡ bên dưới sẽ bị gãy, nên trước tiên cần đào một cái hố đã. Ít lâu sau, đầu củ khoai đã dần hiện lên. Shin lại thể hiện độ báo của mình khi tính dùng sẻng đào một cách thô bạo. Cô Matsuzaka hoảng hồn nhấc cậu ra và cho biết khoai mỡ rất mong manh, dễ vỡ nên phải nhẹ nhàng đào cẩn thận xung quanh. Thế là ba cô trò bèn ngồi xuống đất, hì hục vừa đào vừa bới. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, hai đứa kia đều nhễ nhại mồ hôi, nhưng cô Matsuzaka vẫn cặm cụi đào với một niềm đam mê mãnh liệt. Shin cho rằng khoai đã hiện rõ ràng như thế rồi thì cứ kéo lên cho xong, gãy một chút cũng có sao đâu. Thế là hai đứa liền bị cô giáo huấn một hồi. Tới xế chiều, cô giáo cũng đã chạm được đôi củ khoai mỡ.
Shin và Kazama sẽ giữ đầu khoai, còn cô Matsuka thì nâng lên từ bên dưới. Ba cô trò tam kiếm hợp bích, cuối cùng cũng lấy được nguyên củ khoai trọn vẹn với kích thước khủng. Lấy thước ra đo thì thấy nó dài tới 138cm. Đúng lúc đó, thầy hiệu trưởng bất thình lình xuất hiện. Cô Matsuka nhanh tay giấu củ khoai ra sau lưng. Thế nhưng, do kích thước quá dài nên nó đã bị gãy mất một đoạn. Rồi xong, công trình sáng giờ vất vả mà bây giờ mỗi ngả một em. Dù có hơi sót của, nhưng Shin cũng không quên nhắc nhở nhiệm vụ chính khi đọc củ khoai này. Vậy là cô Matsuka đành bấm bụng, nghiền củ khoai và chai lên cơm cho mọi người cùng ăn. Quả nhiên là vô cùng ngon miệng, có lẽ một phần cũng là do lao động suốt cả ngày dài. Cơ mà ở đây có một người không làm gì mà vẫn ung dung đánh tránh ngon lành nè. Đúng là không làm mà vẫn có ăn nhá. Tập phim Shin đi đào khoai lang. Một hôm nọ, mẹ đưa cho bố xem vé tham gia cuộc thi đào khoai gia đình mà mẹ trúng thưởng trên báo. Nhìn mặt bố có vẻ không muốn đi lắm, nhưng mấy đứa con đã được trải nghiệm đào khoai bao giờ đâu. Shin thắc mắc, khoai gia đình thì có khoai bố, khoai mẹ, khoai anh chị em không ạ? À, cuộc thi này là kiểu cả nhà cùng nhau đào khoai ấy. Có người bố dày dặn kinh nghiệm, kiểu gì nhà mình cũng đào được củ khoai to tướng cho coi. Ngày này đã đến, rất nhiều gia đình tham gia cuộc thi này. Nhà Nora được dẫn đến khu vực của mình, tuy hơi bé nhưng cứ thử sức cái đã. Ông Shin thấy gái xinh lại tán tỉnh hỏi chị thích ăn khoai nướng hay khoai luộc. Bóng dáng ai đó quen thuộc xuất hiện, hỏi chị hướng dẫn viên xem nhà mình đào ở đâu. Hóa ra là mẹ của Nene. Nhìn thấy Shin và gia đình Nora là rén liền, đang định quay đi thì Nene hí hửng chào Shin. Nhà Sakurada cũng trúng thưởng cuộc thi trên báo, trùng hợp ghê. Thế mà Shin cứ tưởng bà già đeo kính bí hiểm nào cơ. Bố và mẹ khá bất ngờ khi thấy mẹ Nene, khoai lang tốt cho sức khỏe mà ha, ai mà chả mê. Riêng với mẹ Shin thì nó là thuốc trị táo bón đấy, đã 6 ngày rồi có thoát được đâu. Từ chân lên đầu, cô Sakurada trang bị đầy đủ thật. Mẹ Nene tự hào, khoe đây là bộ đồ làm vườn ở nhà thôi mà. Shin thì thấy giống con ếch xanh, mẹ Meze cũng vậy. Giữ mồm giữ miệng đi hai mẹ con ơi. Thôi, đi đào khoai nhá, hẹn không gặp lại. Nhà Nora cũng bắt tay vào nhiệm vụ. Trong khi mẹ để Hima ngồi một góc, Shin hì hục đào đất văng tung tóe lên người bố. Nào nào, phải để chuyên gia đào khoai chỉ dạy đàng hoàng chứ. Nhìn này, đây là dấu hiệu có khoai bên dưới, nhưng hay bới đất nhẹ nhàng thôi, kiểu hỏng đấy. Thấy anh Shin đào được khoai, Hima cũng muốn nghịch thử. Mẹ Nene vội bí mắt con gái lại trước trò nhí nhố của tên kia. Một lát sau, cả nhà Nora đã có thành quả của riêng mình. Giá mà mang theo máy ảnh chụp khoảnh khắc này thì tuyệt. Mẹ Nene ghen tị, sao nhà bên kia toàn được khoai to thế nhỉ? Không thể chịu thua, cô ấy hì hục dưới đất cho đến khi đụng trúng thứ gì đó. Ôi trời ơi, một củ khoai khổng lồ, thế là có cái để khoe khoang rồi. Chợt hai mẹ con hét lên khi nhìn thấy con Jun. Shin bình thản cầm nó lên, béo phết nhở. Sao cô bảo hay làm vườn ở nhà mà lại sợ Jun thế? Shin lôi thêm con sùng đất ra, là mẹ Nene khóc thét. Sống chết đòi được đổi chỗ, càng xa càng tốt. Bên này, Hima đã bỏ đến gần củ khoai khổng lồ. Nhìn thấy anh chàng đẹp trai, Hima khoái quá nên lấy khoai tặng luôn. Cuối buổi, nhà Shin đã đào được một túi đầy, tha hồ chia sẻ với hàng xóm luôn. Mẹ đã nghĩ ra rất nhiều món ngon để làm, đảm bảo cơn táo bón sẽ sớm qua đi thôi. Giờ thì cùng về nhà nào, hôm nay tuyệt vời quá. Còn mẹ Nene đang rất cay cú vì bị mất củ khoai khổng lồ. Cơn tức giận này lại phải chút xuống thỏ bông thôi. Tập phim Nấm hương của tớ đang lớn lên. Sau bữa ăn, bố lấy ra một cái hộp có ba bì là nấm cho cả nhà xem. Đó là một bộ dụng cụ trồng nấm hương đang được công ty thử nghiệm nên bố đã nhận được một bộ dùng thử. Mẹ thắc mắc hỏi ai sẽ nuôi nó, thì dĩ nhiên là bố rồi. Với danh dự của một người đàn ông, bố quyết tâm sẽ trồng được nấm cho cả nhà ăn, chắc chắn sẽ không có chuyện bỏ cuộc đâu. Nói là làm, ngày sáng hôm sau, bố đã bắt tay vào thực hiện. Bố giải thích rằng bên trong cục đất này có các bào tử nấm hương nên chỉ cần chăm sóc kỹ lưỡng là những vi khuẩn đó sẽ phát triển thành cây. Trước tiên là mang cục đất đi rửa và đặt nó ở nơi không có ánh nắng trực tiếp. Một ngày trôi qua, bố dặn Shin dùng bình xịt để tưới nấm một hoặc hai lần mỗi ngày. Nói rồi, hai bố con cùng hứa với nhau sẽ làm điều này vào mỗi buổi sáng. Ngày hôm sau, Shin giữ lời dậy sớm xịt nước cho nấm. Ngày sau nữa thì ông cháu ngủ li bì, không chịu dậy nên bố đành phải thay cậu xịt. Vài ngày trôi qua, cục đất vẫn chẳng có động tĩnh gì. Ảo thật đấy, người ta bảo rằng nó sẽ phát triển trong 5 ngày cơ mà. Khi này, mẹ mới đọc lại tờ hướng dẫn và phát hiện ra một dòng chữ nhỏ nhỏ. Mùa hè thì nấm sẽ khó phát triển. Ồ là trời, sao cái thông tin quan trọng nhất mà lại viết nhỏ nhất vậy? Đúng lúc đó, TV chiếu phóng sự về nấm hương. Bác nông dân đang gõ vào những thanh gỗ chứa bào tử nấm. Người dẫn chương trình nói làm như vậy sẽ khiến nấm hương đau, nhưng bác lại cho biết việc kích thích này sẽ khiến nấm ngạc nhiên và tỉnh dậy. Nghe vậy, Shin liền mang cục đất ra đánh. Ai mà có rẻ, vừa đập một phát nó đã bể đôi. Cậu hốt hoảng ghép nó lại, nhưng vô phương cứu chữa. Hết cách, tên sư quậy bèn dùng dây thun bột nó lại, cơ mà vẫn lộ liễu quá. Cậu bèn lấy những mảnh đất nhúng vào nước rồi gắn nó để che đi những vết nứt và dây. Vào trong nhà, Shin thấy bác nông dân kia nói sấm chớp cũng sẽ giúp nấm phát triển nhanh hơn. Thế là ông cháu lập tức đóng giả thành mẹ để chỉ bằng cục đất với hy vọng sấm sét của mẹ sẽ khiến nó sợ mà ló đầu ra. Thấy không có động tĩnh gì, cậu nghĩ có vẻ nó cần sự kích thích mãnh liệt hơn. Shin lập tức chạy lên phòng, lôi xuống một sấp tạp chí áo tắm, rồi xếp xung quanh cục đất. Bộ ô tường cục đất nào cũng đen tối như ông hay gì. Sợ vẫn chưa đủ kích thích dạo dực, Shin lại lấy đôi tất nghìn năm chưa giặt của bố để đặt lên.
bây giờ thì đủ combo mạnh mẽ rồi nhá. Đúng lúc đó, bố về đến nhà, thấy đống sách cấm của mình dưới đất thì giật mình giấu nó vào người. May mà mẹ không có ở đây, chứ không thì chỉ có nước dọ ra ngoài đường mà chấm đấm thôi. Ông bố cũng không quên lấy lại đôi tất bỏ vào máy giặt. Sáng hôm sau, tiếng hét thất thanh của mẹ khiến bố choàng tỉnh. Chưa hiểu cái mô tê gì, thì Xin chạy vào nói nấm hương đã phát triển. Bố hớn hở chạy đến xem thì thấy mấy cây nấm đang lấp ló đằng sau máy giặt. Hóa ra nó mọc trên cái tất hôi của bố. Hôm qua bố ném thì một chiếc bay quả đà ra đằng sau máy giặt. Qua đây, ta mới thấy độ thối của chiếc tất này mãnh liệt như thế nào. Có khi nấm tưởng tất của bố là phân bón rồi mau lớn cũng nên. Tập phim cuộc thi đào khoai lang. Trường mẫu giáo Phương Ta Ba đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Đó là ngày thu hoạch khoai lang để tổ chức cuộc thi đào khoai lang giữa các lớp. À thì mỗi lúc như này, các bạn biết sẽ có trận chiến của hai lớp nào rồi đúng không? Toàn là lớp hoa hồng gạ kèo thôi. Nhưng đặc biệt hôm nay, cô Matsuzaka còn gạ thêm lớp hoa anh đào nữa. Đúng là chúa tể gây chiến. Cơ mà không sao, như thế mới vui. Và không thể thiếu màn giới thiệu át chủ bài của lớp hoa hồng, Kamon Hosaku, chuyên gia đào khoai lang. Cậu này vừa chuyển trường vào kỳ nghỉ hè. Chắc cô Matsuzaka đã ký hợp đồng với Kamon để thi đua đây mà. Cô nào trò nấy, lớp hoa hồng thách đấu lớp hoa hồng dương bằng cách chế giễu như thường lệ. Nhưng hôm nay có vẻ các bạn hơi thiếu tinh thần chiến đấu nên chưa chấp nhận. Nhất là Maso, cậu chỉ muốn một buổi đào khoai yên ổn mà thôi. Lúc này, tiểu thư Suotome Ai đến dắt Shin đi, dặn phải đào khoai cho thật tốt để còn dạy cho con mình sau này. Maso thấy thế, tự nhiên khí thế bừng bừng, nghĩ rằng nếu mình trở thành người đào khoai giỏi nhất trong cuộc thi ngày hôm nay, thì các bạn nữ, nhất là tiểu thư Ai, sẽ chết mệt. Thế là đầu cơm nắm Maso hừng hực khí thế, chấp nhận lời thách thức của lớp hoa hồng thay cho cả lớp luôn. Mọi người bắt tay vào làm, trong lúc các bạn khác lao vào đào vô tội vạ, rút đất hết cả cuống, Kamon chỉ lặng lặng tập trung quan sát. Sau khi tìm thấy vị trí chính xác, Kamon nhanh nhẹn chạy đến đào đất để lộ ra một phần rễ chính. Cô bạn sau đó cầm phần rễ chính và kéo lên, được cả một dây khoai, chắc bằng công sức của cả lớp hoa hồng dương rồi nhân đôi quá. Các thành viên còn lại của lớp hoa hồng nhờ Kamon chỉ cho bí quyết, nhưng cậu bạn chỉ muốn làm một mình, vì Kamon cho rằng các bạn khác không thể được như mình. Những lúc như này thì Shin đang làm gì thế nhỉ? Trời ơi, cậu ta đào đất lên để nặn, không góp công sức gì cả. May mà có Ai nhắc nhở thì mới nhớ là lớp hoa hồng dương đang chật vật thi đấu. Shin đào thêm một đoạn, một phần rễ chính cũng lộ ra giống như lúc Kamon làm. Cả Shin và Ai hợp sức cũng không kéo được. Ai chạy đi kêu gọi các bạn để giúp, cả đám kéo lên được mỗi củ khoai bé tí. Nhưng đoạn rễ kia vẫn chưa hết. Và thế là lớp hoa hồng dương thu hoạch được Himimo, tên gọi dành cho củ khoai lang khổng lồ chỉ xuất hiện 100 năm một lần. Cuối cùng, lớp hướng dương đã giành được chiến thắng nhờ tinh thần đoàn kết và ý chí không bao giờ bỏ cuộc, thêm cả một tí xíu may mắn của Shin nữa. Và đó là những câu chuyện thú vị của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem hết video này. Nhưng tập phim hay ho về Shin cậu bé bút chì vẫn chưa hết đâu, nên mọi người nhớ like và đăng ký lớp vào truyện tranh để không bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.